Đây là 4 bộ karaoke, okay. Ngày hôm nay chúng em đi lên đường cùng một lúc. À, thì trong đó có 3 bộ thì 2 bộ ở một bộ Ninh Bình, một bộ Nam Định, một bộ Hải Phòng, một bộ Hải Dương. Đấy. Rồi. Đây là full xe này. Ngày mai mua xe tải không thì không đủ. Nay trời mưa gió nên là các bác ngại đến tận nơi cứ gọi điện đặt hàng thôi. Để Hoàng Long chúng em sẵn sàng phục vụ các bác với tinh thần là hỗ trợ các hàng trong cái khả năng có thể, thì Hoàng Long chúng em sẽ hỗ trợ trong khoảng bán kính là 50 km, hay là trên tinh thần hỗ trợ các bác nhé. Còn nếu mà anh em ở xa thì vui lòng thanh toán thêm chi phí vận chuyển, cũng như là nếu mà ở xa nữa thì có thể sẽ gửi qua bưu điện cho các bác.